Xin chào các bạn, xin chào mọi người đã đến với kênh Chile TV Cuộc Sống của tôi. Hôm nay là ngày mùng 1, mình cùng với cô bạn thân của mình đi đến đình Bình Đông, nằm ở trên đường Phạm Thế Hiển dưới chân cầu Bà Tàng nha các bạn. Mời các bạn và mọi người cùng đón xem. Người ta mua mấy cái nhang khoanh để mà cúng đó các bạn. Hay là ngày rằm á các bạn, cho nên mọi người tới viếng chùa cũng rất là đông luôn. Giờ mình sẽ vào cúng nha các bạn ơi. Hôm nay ta cúng quá trời luôn. Giờ bọn mình sẽ dâng đèn lên cúng nha các bạn. Hôm nay cũng là ngày rằm đơn giản thôi, mình nên mình với bạn mình chỉ cúng cặp đèn thôi. Mọi người ta có cầu thính gì nữa thì ta mua bộ đồ cúng đó. Bắt đầu đốt nhang. Bây giờ bọn mình sẽ đi ra cúng ở bên miếu ông Tằng ở khúc ngoài này nha các bạn. À, chỗ này thì sẽ thờ một cái tượng cái đầu của một vị tướng. À, bọn mình sẽ vào cúng ở đây. Rồi tiếp theo mình sẽ qua bên miễu ngũ hành năm bà, cúng năm bà ngũ hành nha các bạn. Xong cúng xong rồi, bây giờ bọn mình sẽ đi mua cá phóng sanh nha. Thùng ký hai thùng. Giờ bọn mình bắt đầu đi thả cá nè các bạn. Ngã thích sở tạo cư ác nghiệp. Từ từ thôi. Ngã thích sở tạo cư ác nghiệp. Ngã thích sở tạo cư ác nghiệp. Dây do vô thủy tham sân si. Dây do vô thủy tham sân si. Tùng sanh ngữ ý chi sở sanh. Tùng sanh ngữ ý chi sở sanh. Ok, tôi đọc chậm rồi, tôi quên rồi.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. 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 Quy y Phật Bất Đọ Địa Ngục. Quy y Phật Bất Đọ Địa Ngục. Quy y Pháp Bất Đọ Ngạ Quỷ. Quy y Pháp Bất Đọ Ngạ Quỷ. Quy y Tăng Bất Đọ Bàn Xanh. Quy y Tăng Bất Đọ Bàn Xanh. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Hồi hướng. Nguyện đem công đức này, hướng về khắp tất cả, đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, đổ đi. Bơi ra xa nha con, bơi gần gần ta bắt con vô. Lòng vòng ở đây nè. Chào các bạn, chào mọi người. Video ngày hôm nay là ngày rằm tháng giêng. Thấy địa gốc lâu quá. Hôm nay là ngày rằm tháng giêng, bọn mình ghé ở đình Bình Đông, ở bến Bình Đông, cúng và thả cá phóng sanh nha. Đây Bình Đông nè. Rồi video của mình đến đây xin được kết thúc nha. Cảm ơn các bạn và mọi người đã quan tâm và theo dõi. Nếu các bạn và mọi người thấy thích video này, xin hãy nhấn like, đăng ký, ủng hộ kênh giúp mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn mọi người rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại ở những video lần sau nhé. Xin chào tạm biệt. Chưa nhà tôi thấy cá lại đi đò, chúng ta bán nhau cá kia nó không dài đến mười giết cả mười.